mọi người nhìn xem ba mẹ cũng ly mà em iv sẽ tay ra xin thế thương nghe chưa kìa sau buổi tiệc ngày hôm nay thì em trai hoa đã chính thức có vợ rồi nha gia đình hoa thì sẽ có thêm một thành viên mới nhà hoa thì có bốn chị em thêm hai chàng rể và bây giờ thì lại có thêm em dâu nữa nè giờ thì chỉ cần đợi mỗi bé thảo học đại học xong lấy chồng nữa là bố mẹ hoa hoàn thành nhiệm vụ rồi đám cưới của em trai Hoa thì nhà trai và nhà gái tổ chức riêng, đã vậy rước dâu về xong rồi buổi tối mới tổ chức đại tiệc ở ngoài nhà hàng, mà lại tổ chức hai ngày sát nhau luôn nên rất là mệt cho cô dâu và chú rể. Thật sự là Hoa chỉ là khách mời tham gia và quay lại những cái cảnh diễn ra trong buổi tiệc thôi mà Hoa còn mệt nữa. huống hồ chi là cô dâu chú rể phải đứng tiếp khách cả buổi luôn mà lại còn không được ăn nữa chứ. Nhưng mà thôi cả đời người thì ai cũng phải trải qua một lần như vậy mà đúng không cả nhà? Em trai của Hoa sinh năm 2002 thì năm nay cũng vừa tròn 20 tuổi, còn em dâu của Hoa thì lớn hơn em trai của Hoa một tuổi, tính ra là nhà Hoa có truyền thống lấy vợ hơn tuổi luôn đó mọi người. xương xương là ở trong gia đình Hoa là đã có hết ba cặp đôi mà vợ hơn tuổi chồng rồi. Mẹ Hoa thì hơn bố Hoa một tuổi hoa thì hơn anh xã hoa 3 tuổi còn giờ thì tới em dâu của hoa hơn em trai của hoa một tuổi nói chưa ở trong tình yêu thì tuổi tác nó cũng không có quan trọng lắm đâu mọi người quan trọng là hai người phải thật sự yêu thương nhau cùng nhau cố gắng nhẫn nhịn và phải sống vì nhau mọi người ạ à. nói thiệt với mọi người lấy chồng trẻ là mọi người phải xác định mình vừa là một người vợ mà đôi lúc mình như là một người chị luôn bởi vì xét về mặt tuổi tác khi mà hai người bằng tuổi nhau thì phụ nữ lúc nào cũng trưởng thành hơn đàn ông 3 tuổi chưa kể là lấy chồng ít hơn tuổi thì mình còn già về suy nghĩ cỡ nào nữa không biết là các bạn lấy chồng ít hơn tuổi thì như thế nào nhưng mà ở trong gia đình hoa là hoa là trụ cột chính luôn á từ kinh tế hay là mọi chuyện ở trong gia đình đều là do hoa quyết định hết nên là nhiều lúc hoa cũng mệt mỏi và áp lực lắm luôn nói như vậy không có nghĩa là anh xã hoa không có phụ hoa kiếm tiền mà tại cái bản tính hoa hay lo nên là mới vậy thôi à nhưng mà dù gì thì vợ chồng cũng là do duyên nợ có duyên mới gặp có nợ mới yêu và cái người mà mình chọn làm vợ hoặc là làm chồng thì cũng phải hợp với tính cách của mình nữa vậy cho nên cho dù là chồng già hay là chồng trẻ thì mình hãy cứ in cho với cái moment này thôi mọi người ơi